Thì là một là viêm họng, hai là cái cảm cúm thì gần như là chữa là của hai các ngày là sức hết. Còn riêng có một cái trường hợp này là làm trực tiếp cho mẹ mẹ đẻ của mình nên là thấy cực kỳ hiệu nghiệm luôn. Và thực sự là cái trường hợp như mẹ mình là tức là đã bà bị xa dạ con, xa xa ở mức nặng ở bà của 3-4 thì đấy, tức là gần như là đi dại đi tiểu là không đi được, tức là gần không chủ động được. Thế sau khi đưa bà lên trên này để khám thì bệnh viện nói là tuổi cao rồi, là lẽ ra bình thường bị mổ, thì mổ để cắt đi phần tuổi cao nhưng không cắt, và có một cái vòng, tức là có một cái vòng kỹ thuật để đặt vào để đẩy cái dạ con lên, và cứ hàng ngày là tháo ra để bà. Thế là mình cũng làm cho bà, nhưng mà có một vấn đề là phải dùng thuốc để mà chống viêm nhiễm cũng như là phải bôi thuốc hàng ngày. Thì có tuy là làm thế nhưng vẫn có cái hiện tượng là bà vẫn có hiện tượng viêm, tức là bị nứa. Thế mà là riêng cái viêm phần phụ thì bản thân mình đã trải nghiệm rồi, thế là dùng lại thì là chỉ cần hơn một lần có ngứa hay cái gì khoét ngay lập tức, không chắc chắn là mình đã thử làm và cảm thấy hiệu nghiệm kinh khủng luôn ấy. Thế bảo mẹ là thôi để con hơ cho mẹ, hơ cho bà thì hơ một lần thì bà ở tận Thái Bình thôi, chứ mình cũng thỉnh thoảng một tuần hai tuần mới về một lần. Lần đầu hơ thì chắc là bà thấy là đỡ đỡ viêm, thì sau về bà bảo thế thì hơ cho mẹ. Thế là bên lần sau hơ tiếp là 10-15 phút, sau đó thì để cái ngải và cái ống hơ ngải cô Hương bán ấy để nhà để tự làm. Thì bảo bây giờ mẹ cứ mỗi ngày làm. Thế thì mình cũng lấy hơ xong, ống hơ đây chị làm như nào? Đây đây là cắm ngải vào đây lấy xong, sau đó là bà cứ ngồi và đưa lên, tức là cứ ngồi và đưa cái khói này lên cách khoảng 10 cm này, đưa lên thẳng cái khói lên thẳng và cảm thấy bắt đầu nóng là dừng lại. Thế cứ đưa này vào khoảng 10-15 phút thì là để bà hơ. Thì hôm đấy hơ xong thì không bảo bà là thôi bà mẹ mình đừng đeo vòng nữa, mình đeo vòng nó khó chịu thì không đeo vòng. Bà vẫn sợ là nó ra da thì không thể vệ sinh được, thì không đeo vòng nhưng mà cũng không thấy có bị hiện tượng gì. Và từ đấy thì là liền là 10 ngày là cứ hơ mỗi ngày 15 phút thì gần như là đi lại bình thường, không có hiện tượng là cái dạ con nó sổ ra. Và bà rất là dễ chịu luôn, không phải đeo vòng, không phải đeo vòng, không phải tức là cảm thấy đi vệ sinh thì nó chủ động được hơn. Thì đấy là một cái mà mình cảm thấy là rất là hiệu nghiệm luôn. Hôm nay đây, hôm nay là đi đến cô để lấy 50 bó ngải về, thì cũng chỉ có một cái là vì tự làm nên là không biết là cái thời gian hơ mình dừng là bao nhiêu lâu thì dừng lại. Cái này cũng phải đến cái hỏi thế hội xem là khoảng như thế nào thì dừng lại cái là dừng lại không chữa nữa, không chữa nữa. Vâng, thì khi nào nó vẫn còn xa, vẫn còn hơi, thỉnh thoảng hơi nhắc lại. Vâng, đấy thì là một cái trường hợp riêng về ngải đối với lại phần phụ nữ thì là mình thấy cực kỳ hiệu nghiệm. Thì đỡ chị cứ nhắc bà một tuần hơi 2-3 lần. Vâng, thì là cái người thực việc luôn là nhà mình, còn mình thực ra đi làm nhiều nên là cũng cái thời gian thực hành mà chữa các cái bệnh gọi là khó thì cũng chưa thử nghiệm, chủ yếu là chữa về nếu mà viêm họng hoặc là dị ứng thì cũng là rất là hay. Trường hợp nhà mình thì có thằng cu nhà mình là nó đi nước ngoài về nó bị dị ứng, tức là cứ về đến đây cái là bắt đầu sổ mũi, nó đặt chân đến Việt Nam cái là sổ mũi, hắt hơi liên tục không có dừng lại thế nào. Thế là về nhà bắt đầu là mẹ lôi ra cứ đánh cháu vùng phản chiếu, xong là bắt đầu bấm mấy cái huyệt, cứ mở sách ra bấm mấy cái huyệt gọi là dị ứng với lại mũi đấy. Thế mà khỏi đấy, bấm từ hồi về năm ngoái về thì mất rất nhiều giấy, năm nay thì gần như là không có sổ mũi, không có gì cả. Thỉnh thoảng sổ mũi lại thì mẹ lại đánh lại với lại viêm họng lại đánh lại, thế là khỏi. Thì thực ra mình cũng chỉ có viêm họng chị chữa thế nào, chị viêm họng thì thực ra là báo cáo thầy cũng giống như cô là theo cái lắc đồ của cô đấy, nhưng mà chủ yếu là mình cũng đánh các cái vùng phản chiếu, nhưng mà cứ đánh các cái vùng phản chiếu
trên này, tai này và cổ đằng sau nữa. Thế còn mấy hôm trước là phu nó cũng viêm đến hơi nóng, cả nóng tức là cảm thấy sốt lên đánh cả cái cổ, bàn tay và cái chân này. Thì tức là làm hết các vùng phản chiếu, thế là đến hôm sau thì thấy là đỡ. Thì chủ yếu là dùng cao và đánh vùng phản chiếu. Thì đến là cháu hết ho, xong rồi hết viêm họng đến mức mà nó người nó cảm thấy nó nóng lên rồi, nó bắt đầu sốt sốt. Thì đấy là mình chỉ có mỗi cái đặc biệt là có cái chữa về cái phần phụ cho bà đây, thì là thấy là không ngờ là nó hiệu nghiệm kinh khủng luôn. Hay quá, cảm ơn chị.